Hóa thân thành một nhân vật trong thế giới ảo luôn là một mong muốn có sức hút mãnh liệt. Trong thế giới ấy, chúng ta sẽ diện những bộ cánh đẹp lung linh, khám phá vùng đất tràn ngập những điều mới mẻ và thử sức mình với các nhiệm vụ khó nhằn. Nghe thôi đã thấy phấn khích phải không nào? Biến thân vào một tựa game là ý tưởng không tồi nhỉ? Bộ truyện tôi sẽ giới thiệu sau đây có nội dung là một tựa game nhập vai như vậy. Ấy khoan, từ từ, nếu anh em nghĩ rằng ấy ra lại một phiên bản kém sang của Sword Art Online thì xin thưa rằng bộ này tuy bình cũ nhưng rượu ngon phết à nha. Một, giới thiệu cốt truyện. Công nghệ nhập vai vào thế giới ảo đối với chúng ta hiện tại vẫn còn là một câu chuyện xa xôi, chỉ có thể thấy trên phim ảnh. Thế nhưng ở bộ truyện này, công nghệ đã phát triển đến mức game thực tế ảo là một trò chơi phổ biến, thậm chí bình thường như mắt mũi. Mà cái gì đã phổ biến thì sẽ có vô số biến thể và các bên ăn theo. Anh em cứ tưởng tượng trường hợp bùng nổ dân số của Misue chẳng hạn. Tình trạng này dẫn đến việc xuất hiện vô số game rác, đó là những game bị lỗi, lag, giật đùng đùng như Free Fire. Nói chung tệ đúng như tên gọi của nó, game rác. Game rác thì tất nhiên chẳng có ai dạy mà đi đâm đầu vào rồi. Ấy thế mà main của chúng ta, Rakuro Hizutome, lại là một thợ săn game rác. Cậu ta yêu thích việc săn tìm một con game càng rác càng tốt để chinh phục chúng. Bất kỳ một lỗi game nào với Rakuro đều đem lại sự hứng thú như thám tử phá một vụ án vậy. Và một ngày, sau khi đã cày xong bộ game mà theo như cậu nói, nó rác một cách tuyệt đỉnh, cậu rơi vào trạng thái lo lắng vì không biết tìm được con game nào rác hơn thế không. Và như thế, chị chủ cửa hàng trò chơi đã giới thiệu cho cậu một game thánh, Shangri-La Frontier. Trái với game rác, con game này phải nói là tuyệt đỉnh và có đến 30 triệu người chơi toàn cầu. Chán cơm thì chúng ta đi ăn phở. Rakuro đăng nhập vào Shangri-La Frontier với cái tên Sanraku. Hãy cùng xem tất cả những kỹ năng cậu chàng này thu thập được khi chơi game rác có ích như thế nào khi ở trong bộ game thánh này nhé. 2. Một món ăn vừa vặn. Như tôi đã nói ở trên, bình cũ nhưng rượu mới. Tuy Shangri-La Frontier không phải là một bộ truyện có nội dung độc đáo như Chainsaw Man, những tình tiết tấu hề cười ra nước mắt như Spy X Family hay dàn nhân vật có cá tính không giống một ai trong truyện của One. Nhưng chung quy lại, đây là một món ăn vừa vặn. Mọi thứ đều vừa đủ, chỉn chu, không đủ để khiến anh em bùng nổ vị giác, nhưng chắc chắn là một món ăn khiến anh em hài lòng. Đầu tiên phải kể đến nét vẽ, đã gọi là truyện tranh thì sao có thể bỏ qua yếu tố tranh. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, nhưng đó là khi cốt truyện của tác giả đã đạt đến tầm đỉnh fancy punk. Nét vẽ của Shangri-La Frontier xét theo thang điểm 10 thì tôi chấm 7. Tuy nhiều chỗ phần background để trắng, nhưng ở những phân cảnh miêu tả cảnh quan của thế giới ảo thì tác giả lại vẽ đẹp hết nước chấm. Và vì bối cảnh của truyện là game phiêu lưu, làm nhiệm vụ chiến đấu, nên những đoạn đánh nhau, từng động tác rồi chuyển động của nhân vật được vẽ rất rõ ràng, chi tiết, không bị rối mắt hay sơ sài. Các hiệu ứng âm thanh cũng được sử dụng hợp lý để độc giả có thể hình dung ra độ căng thẳng của trận đánh. Nhân vật được thiết kế đa dạng cho đến cả những con quái vật. Và có một điều rất hay, đó là tác giả không cho nam chính lộ mặt. Độc giả chỉ nhìn thấy cậu nhiều nhất dưới dạng đầu chim, nên bao nhiêu biểu cảm của cậu đều được thể hiện qua đôi mắt. Về điểm này, phải nói tác giả đã vẽ biểu cảm mắt cho Sanraku rất tốt. Tiếp theo, về nhịp độ và diễn biến cốt truyện, Shangri-La Frontier có một mạch truyện nhịp nhàng vừa phải. Tại sao tôi lại nói như vậy? Nếu như ở một số bộ shonen khác như My Hero Academia hay Kimetsu no Yaiba, mâu thuẫn của nhân vật được đẩy lên cao ngay từ chương 1 qua những tình tiết gay cấn, thậm chí là những tình tiết mang tính quyết định với số phận, thì Shangri-La Frontier lại có một lối tiếp cận khá nhẹ nhàng, không hề căng thẳng. Mở đầu câu chuyện chỉ xoay quanh việc một cậu bé là cao thủ game rác thử sức với trò chơi mới là một con game thánh. Những chương sau cũng xoay quanh việc hành trình của cậu bé khi khám phá thế giới ấy, khá đơn giản nhỉ. Tuy nhiên, nhẹ nhàng không phải là nhàm chán. Tác giả vẫn biết cách phát triển câu chuyện bằng việc nhá cho độc giả những tình tiết gây tò mò và cho nam chính va chạm với các thế lực khác. Cụ thể là ở chương 1, tác giả đã để lộ một đôi chút chuyện mờ ám về sự thật đằng sau con game thánh này. Đó là một người có vẻ như quản lý trò chơi phàn nàn rằng đã một năm với 30 triệu người mà chưa một ai đánh bại được quái vật đặc biệt. Cuối cùng người đó nói rằng đây không phải loại game mà lũ đơn bào có thể tận hưởng được và màn hình game hiện tiến độ 0%. Tức là sao nhỉ? Trò chơi còn chưa bắt đầu à? Nếu hoàn thành đến 100% thì chuyện gì sẽ xảy ra? Với việc để độc giả phải đoán già đoán non như vậy, theo tôi đây là một cách thông minh để giữ họ ở lại và theo dõi tiếp những chương kế. Nhìn chung, cốt truyện vẫn có độ lôi cuốn vừa phải, phù hợp như là một món ăn nhâm nhi dịp cuối tuần. Có người thích diễn biến máu chó như Penthouse thì cũng có người thích drama tí tẹo thôi. Chứ ngày nào cũng Penthouse thì huyết áp của tất cả chúng ta đứt gánh sớm đấy. Cuối cùng là về bối cảnh. Với một mạch truyện hài hòa như vậy,
tác giả đã chọn cách từ từ hé mở cho chúng ta về một thế giới game ẩn chứa biết bao điều cần khai phá. Thế giới của Shangri-La Frontier vô cùng rộng lớn, từ thị trấn bắt đầu cho người mới, Second Inn, điểm hồi sinh. Theo chân của Sanaku, độc giả sẽ dần hiểu thêm về vùng đất có 30 triệu cư dân ấy. Chủng loài trong trò chơi cũng rất đa dạng như Goblin, Thỏ Vopan, Tham Thực Đại Xà, Lucao. Tất cả những thứ đó sẽ tạo nên sự mới mẻ và thích thú. Thử nghĩ mà xem, mang tiếng đặt chân đến vùng đất mới mà xung quanh cái gì cũng đều trông thấy rồi thì tha ở nhà còn hơn, là nhiệm vụ làm gì cho mệt xác. Và bối cảnh cùng world building như này cũng có tác dụng giống việc hé mở cốt truyện ở trên, đó là thu hút người đọc để họ tự tìm hiểu xem có còn gì trông đợi họ ở những trang tiếp theo nữa. 3. Dàn nhân vật nhiều tiềm năng. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó là các nhân vật được xây dựng theo một mô típ khá hiện đại. Lý do là vì dàn nhân vật trong đây có những hành động rất người. Những bộ truyện shonen hay shoujo đều có những nhân vật chuẩn truyện tranh chỉ trong truyện mới có, đơn cử như những husbando, waifu của bạn đấy. Tôi đang khen nha, ý tôi là họ tuyệt vời không tưởng. Nếu có sáng tạo hay khiếm khuyết về nhân cách thì họ vẫn nằm trong một chuẩn mực rất ảo. Nói khơi khơi vậy thôi, chứ nhớ động chạm phải chồng yêu vợ yêu của ai thì nhà tôi cháy thành than mất. Còn với bộ truyện này, tôi lại khá ưng cách thiết lập nhân vật. Main thì ngay vài trang đầu đã có một vài hành động mà theo tiêu chuẩn Green Flag thì đây chắc chắn là một việc không thể chấp nhận được, đó là đánh con gái. Nói thế thôi, chứ thực ra đó là một NPC trong game, nhưng thiết lập là nữ thì mình coi là nữ thôi đúng không? Chính xác là kiểu đánh không nể nang một ai, y hệt thằng khỉ Luffy đó nha. Đọc thêm một đoạn nữa thì chúng ta được biết, NPC đó thủ vai một bà tiên có cái nết thúi rình, đụng đâu phá đó nên lỡ tay giết bao nhiêu người. Vì quá là ngứa mắt nên Saraku đã chờ đợi khoảnh khắc kết màn để tẩn cho bà tiên đó một trận, chứng tỏ luôn đây là hành vi có chủ đích. Thế là ao nét luôn hình mẫu em trai nhà bên và nhân vật chính tốt bụng, hiền lành, nhẫn nhịn, ngoan ngoãn rồi nhé. Cậu chàng còn có một đặc điểm, đó là tuy vẫn hừng hực khí thế như hình mẫu chung của dòng truyện shonen, nhưng trong mọi cuộc chiến, cậu đều có tính toán kỹ càng. Dù kẻ địch có bất ngờ xuất hiện, thì trong suốt màn đụng độ, cậu cũng cố tìm cách tính kế để phần thắng thuộc về mình. Thế là hình mẫu làm trước nghĩ sau, không bao giờ lên kế hoạch và cứ thế xông vào chảo lửa là điều thứ hai không xuất hiện ở anh chàng này. Xét ra, những đặc điểm này là điểm cộng rất lớn giúp ích cho mình trong trò chơi. Cậu đương nhiên là một người tốt bụng, tuy nhiên thì lòng tốt không nên đi kèm với sự mù quáng. Sanaku rất biết phân biệt đúng sai. Trong một môi trường lạ và nhiều kiểu người như Shangri-La Frontier, lòng tốt cho đi không đúng chỗ chắc chắn sẽ bị lợi dụng. Hơn nữa, thiết lập hình mẫu nhân vật kiểu Bạch Liên Hoa trong cốt truyện game nhập vai chiến đấu đương nhiên không phù hợp. Đồng thời, sự tính toán tỉ mỉ là kỹ năng cần thiết để đối đầu với những thử thách khó nhằn nhằm giữ được mạng sống và giúp bản thân bớt đi thiệt thòi không đáng có. So với cách đây tầm 10 năm, sở thích của độc giả đã có sự thay đổi đi ít nhiều. Độc giả ngày nay đòi hỏi một sự logic trong cách thiết lập nhân vật và rất ít để ý tới char develop. Nếu không tin, anh em có thể thử lên mấy diễn đàn như MA Confession. Anh em sẽ ngạc nhiên bởi số lượng các nhân vật anime bị tế và bóc phốt đấy. Nhân vật tiếp theo tôi ấn tượng là Rei Saiga. Cô là bạn cùng lớp của Sanraku và đang thích thầm cậu chàng này. Đương nhiên, theo mô típ truyền thống thì mấy anh men sẽ chẳng bao giờ nhận ra trừ khi có biến hay cô gái chịu thổ lộ. Cô cũng chính là nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy Sanraku bước vào thế giới Shangri-La Frontier. Rõ hơn thì là do chủ cửa hàng trò chơi nhìn thấu cảm tình của cô nhóc này nên dụ men chơi để hai người có thêm khoảnh khắc kết nối. Ấn tượng ban đầu của tôi về Ray là một cô gái hiền lành và có phần nhút nhát, chuẩn tình đầu thơ ngây. Ấy thế mà bé cái nhầm, giao diện của Ray trong trò chơi là một chiến binh người sắt cực ngầu với thân hình vạm vỡ, ai nhìn vào cũng rén. Hơn nữa cô lại còn là Magpie Power. Điều này chứng tỏ kỹ năng trong game của cô cực kỳ đáng gờm và không phải là một người chỉ chơi cho vui. Dường như cô cũng chỉ ân cần nhất với một mình Sanraku, vì bất cứ ai ngán đường Ray trong việc tiếp cận crush đều bị cô hạ gục. Đúng là một cô gái thú vị anh em nhỉ. Vì là người chơi cấp cao, lại là người đầu tiên kết bạn với Sanraku, nên chắc chắn trong tương lai, cô sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho cậu trên con đường chinh chiến bộ game này. Ngoài ra còn có những nhân vật mà khả năng hút fan của họ rất cao như Imun, một con thỏ Vopan thuộc làng thỏ. Đây là nhân vật mà Sanraku gặp trong cảnh đặc biệt. Chú thỏ Vopan này được cử riêng để hướng dẫn và đồng hành cùng Sanraku trong quá trình cậu học nâng trình độ. Imun có vẻ dễ thương và có thể biến thành một cô gái xinh xắn. Tính cách chú thỏ này thuộc dạng hồn nhiên vô tư, nhưng lại là bạn đồng hành đắc lực cho mình. Bằng chứng là cả hai đã thành công vượt qua những cuộc chiến đầy cam go cạm bẫy. Hay như Arthur Benson Gold, cô gái quyến rũ với màn debut không thể xuất sắc hơn. Cô được tác giả giới thiệu là địch thủ của Sanraku trong một game lỗi cũ mà cả hai cùng chơi. Trong game đó, cô có biệt danh là Nữ hoàng phản địa đàng vì quá khứ dùng đủ mọi manh lưới lừa lọc và chém giết để thâu tóm vương quốc.
Với level 99, chắc hẳn người theo dõi sẽ rất mong chờ thêm những cuộc đụng độ của mình và cô gái này trong tương lai. Shangri-La Frontier có bước đệm vững chắc khi có tiền đề là một bộ tiểu thuyết trên website xuất bản tiểu thuyết Sosetsuka Ninaro. Bộ truyện được xuất bản thành manga vào tháng 7 năm 2020 và lên sóng anime vào tháng 10 năm nay. Chắc hẳn anh em cũng biết, chỉ những bộ truyện tiềm năng mới được chuyển thể thành phim thôi đúng không nhỉ? GTG Studio cũng cần kiếm doanh thu mà. Vậy nên có thể nói, Shangri-La Frontier có tiềm năng với sức hút ổn định. Theo tôi, nếu muốn đổi gió gu đọc hay đơn giản chỉ là tìm một thứ để cày sau khi đã xem hết bộ phim yêu thích, anh em có thể thử đọc Shangri-La Frontier và rút ra những kết luận cho riêng mình. Không biết có anh em nào đã từng đọc hay xem bộ truyện này chưa? Nếu có, hãy comment xuống phía dưới cho tôi biết nhé. Nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào từ hai đại tộc nha. Thân ái và chào tạm biệt.